Tức là mấy cái tủ cabinet này là phải tháo ra hết đúng không? Mà nhiều quá nên là không thể bỏ rác được, nên là phải đem ra vườn sau đốt rồi các bạn. Mà cái này là anh nghĩ phải châm xăng cái gì đốt chứ đâu có đốt bình thường hả? Đốt đốt bình thường thôi, tại cái gỗ ép dễ cháy Dễ mà. cháy lắm hả? Ok. Wow. Em nói với chia sẻ bơm đấy nha, nhưng mà thực sự bơm đó là mình chỉ được bơm cây thôi, cây cắt là đâu đấy. Tức là sao? Nó theo luật đó, người ta chỉ cho bơm cây thôi, nói chung gỗ Tức là mà đổ, tức là chỉ được đốt cây thôi, đốt cây chứ mà còn mấy cái đồ gỗ trong thôi. nhà nội thất là không được đốt, mình đốt đại thôi. Mà Đốt hàng xóm cũng nay không complain gì. nhưng mà từ từ thì đốt thì chưa biết thế. Ok. Là thấy cái chỗ này nó hơi bất tiện là cái dốc nó cao quá. Thì đây đây có cái cái lúc đầu mua cũng cũng là suy nghĩ cái vấn đề đó, nhưng mà có cái solution cho cái đó. Thì á, tại vì người ta sợ, đúng rồi, anh nói đúng, cái nhà này cái gì cũng ok, chỉ có một điểm là cái vì cái dốc Dốc nó thì cao quá, vì lại đường thứ nó nhất là là cái cái đường này hẹp là nữa. cái, nó cũng là một cái advantage, thứ nhất là cái view á, View đẹp đúng không? view View trên đồi. đẹp xí. Nhưng mà Thuần có về. cái cách giải quyết bước sau á, nhưng mà Đây các bạn, đây là CEO của công ty Respect Injection. hello Lâu anh khỏe hello không? Đây là anh Thuần nha các bạn. Anh Thuần là chồng của chị Nhiên, là bà chủ đất trong cái video trước của mình á. ok À, giờ này I welcome ha, coi coi dạ xung quanh nữa, em đi coi coi một vòng rồi, Jason nó chỉ em coi rồi, đồ ra vô mới ép anh em phỏng vấn. làm training cho anh Long Anh nha. làm mà sợ hư nhà luôn, mấy công mọi người bắt đền. Anh Long biết sao sơn cơ, anh Long biết Anh sao. Thuần muốn đi ăn gì không? Anh Thuần đang nghỉ đi chút, đang chưa gì không hay là Ghe chợ anh Công này, gần đây nè, sát bên, cách ok 10 phút rồi, đi ok thử có đồ coi Việt Nam không, có đồ Việt Nam không? Rồi đi ăn luôn. thì em đóng một cái Dạ. thì đó, để em chỉ cho. Cái nhà này á, được cái ok dốc, nhưng mà cái bên hông á nó là bằng, thì em đang có cái solution đó. Anh chạy lên đó, người ta sợ là trên, tại vì thường á là cái chỗ điện một cái là dốc này, hai cái chỗ quay xe nó hơi hơi hẹp đấy, đúng không, anh có nhìn không? Thì đây sau này em sẽ đổ xi măng từ đây qua tới bên kia luôn. Ok, đổ xi măng cho nó bằng Hồi luôn. xưa nó có một cái hàng rào ở đây nè, nó rất là nhìn, nó rất là Rồi. nhìn nó rất là ấy, thì đó, thì Nó có chặt được nhưng cái là mà nó bên ok. này có xi măng này, cái sau là đổ xi măng từ đây qua bên kia luôn, thấy không? Bên này Là đổ cho nó bằng luôn. Ủa nhưng mà cái dốc thì sao? Cái dốc thì cũng vẫn vậy thôi chứ cái dốc nó đâu có bằng với ra lại được. cảm giác anh cái dốc nó hơi cao là do cái bên hông có cái cỏ nó cao nữa, Ok. cái đất bên ấy thì mình lại lại nó xuống, với lại đổ xi măng đi thì người ta sẽ chạy thẳng xe lên đây nè, nó đỡ, Ok. nó Excellent. dè ra nên thì Excellent. nó giải quyết được. Hoặc là làm cái này sẽ mất tiền mất thời gian hơn, có thể mua cái garage, cửa garage qua bên hông này vô thì nó Đúng rồi, đúng rồi, anh thấy kiểu đó đẹp á, anh thích cái kiểu đó hơn á. Tại vì cái nhà mà anh thích cái kiểu nhà mà cái cửa garage nó ở bên hông, nó không có nằm ở trước, nó xấu. Không, anh thích cái kiểu đó đó. Dạ, được, cái được, được. Nó chỉ là chung khi cái nhà không có, anh để ý không có nhà nào mà nó perfect hết, có nhà nào perfect thì em thấy cái Đúng nghĩa rồi, đúng về rồi. với Mà đây có cái xích đu dễ thương quá. Đây có cái hồ oh. cá, hồ sen nè bạn. Coi thử đây, coi cái nào thích, cái nào không thích, cái nào nhà này nói anh sửa. À, nhưng mình với investor đó. Không lâu Mình dễ thương. bữa sau thích tới Đây, hồ sen các bạn. Nhà phía trước rất là dễ thương nha. Có một cái này gọi là gì em? Cái mái hiên ngoài trước nè. Boss, đúng rồi, cái boss này rất là dễ thương. Cái này mà nhà mà phải dạng sang sang mới có đó. Mà chủ nhà này nó làm cái này nó cũng là dạng có đầu tư á. Rất anh thích Bữa này, sau ngủ sẽ sáng làm ra cái ngủ này cà lại phê. nè, cái này chỉ đơn giản lắm, anh hút nước sạch ra cho cá, nước vô rồi mua ra cho test max, mua mấy con cá thả vô, Thả vô. Nói này thỏ rồi hồ cái này cá nó coi có vô. cái bơm này, thì bước sau tay sửa lại hệ thống, nó chạy lại, À đúng rồi. nó run lại. Mà chỗ này chứ phải làm lại hả? Cái này để Đúng lông rồi, nhôm nó quá. nhìn nó hơi kỳ, thì mình làm lên cho nó đẹp hơn, thì khoảng mất cái 3 ngày làm. Cái khuôn cái này ai mà mua nhà này có ra phía trước nè, ngồi buổi sáng ra uống cà phê Không, có rồi cái con view anh ra. nói, cái view anh đứng đây này, Dạ tức nhìn là đẹp nhé, cái view nhìn đẹp chứ. rất là ok. Dạ. Mà sai đường phải thay là hết nè. Xe định luôn này. Thay là hết rồi. Máy không biết làm sao, máy có chắc phải thay luôn hả? Máy máy thì tôi chắc không thay đâu, máy thì chắc là mới, máy thì mới thì có pin mấy cái bóng tối này. Dạ. Cái tờ.
thì mấy cái đó tụi em không có làm, sẽ có một cái người khác làm. Ủa vậy hả? Mấy người mới làm, người ta tại mấy người mới cái đó. Đúng rồi. Với lại mấy cái này làm cũng hơi cao, mất thời gian đó. Thì thôi sẽ sau sẽ để người ta làm. Làm một cái ấy. Đó thì nó được quốc. Không, cái này mà tụi em làm mới được cái giá 35.000, 35-50.000 á. Chứ mà cái này mà làm everything mà dù anh ra anh mướn người làm chắc cũng phải 80 cấp đôi, cấp tụt 100. Quá nhiều việc để làm không? Rồi xong gì đi ăn ha. Kiếm gì ăn xong ngồi nói chuyện. À trên lầu này, lầu coi à. Nhà tổng cộng bao nhiêu phòng ngủ? Một phòng. À tất cả phòng ngủ trên lầu hết. Okay. Phòng làm master này. Kinh nghiệm các bạn mà mua nhà cho thuê cũng phải rất là cẩn thận trong việc chọn tenant, cái người cho thuê, cái người thuê nha các bạn. Vì các bạn người thuê mà không đàng hoàng, người ta đến tháng người ta không trả tiền mà các bạn đòi đổ người ta ra, nhiều khi người ta sẽ phá cái nhà các bạn luôn. Thì theo mình được biết thì cái chủ nhà này là một người Việt Nam sống ở Florida, người ta mua căn nhà này để người ta đầu tư. Mà không biết lý do nào đó thì người thuê nhà thì không trả tiền nhà, và khi mà chủ nhà đòi đuổi họ ra thì họ không ra, và kéo dài khoảng 6 tháng thì trong lúc đó người ta đã phá banh căn nhà rồi, là người chủ nhà bắt buộc phải bán rẻ lại. Cái bên mình em xuống được không anh? Làm xuống đây mình cho bạn xem nha. Còn như nhà này phải thay lại, sửa lại toàn 100% luôn. Nên một cái khung thì vẫn còn ok, tường này nọ mà phải chung cũng phải lột ra, lột sàn này ra làm lại hết ở dưới basement này. Cái trên 3 phòng ngủ mà cái basement này rất là rộng. Cái basement này mình nghĩ có thể là một căn hộ nè, đây có đầy đủ luôn nè, một căn hộ 2 phòng ngủ dư sức, rất là tuyệt vời. Tính ra cái nhà này rất là rộng bạn, và với cái giá này thì sau khi sửa lại thì bán 230-250 là hoàn toàn có thể được, trừ hết chi phí thì chắc sẽ lời khoảng 50-60 ngàn gì đó. Ồ, đây là nhà hàng xóm luôn à, không có hàng rào. Nhà mình thích nhất là phía trước của nhà này. Đó, cái xích đu rất dễ thương các bạn ha. Nhà có con nhỏ buổi sáng cho ra đây chơi. Ở đây cũng cách xa mặt đường cho nên là không có sợ con mình ra chơi bị xe cộ này nọ. Hôm qua em coi cho Vinh Redfin thấy nó mua cái nhà này 130. Quá hời ha. Anh thấy nhà này định giá khu này toàn là 230-250 không? Khoảng 230 cho lên. Anh mua cái này là quá hời rồi. Dạ. Mà mình sửa là mình sửa đến mua, ví dụ mình sửa để cái như là để nó xài được thôi, hay là mình sửa cho đẹp luôn? Đẹp luôn hả? Ồ. Oh, okay. Bếp nó xài được mà, tại vì anh Nguyên giỏi, Nguyên giỏi lắm. Dạ. Anh ở Việt Nam là thầu chủ thầu xây dựng, kiến trúc sư. Thế vậy cái thời điểm này em thấy giá nhà đang tăng á, là bán
Nhà thời này đang thấy là ngon đó. Chưa biết được sao. Rồi các bạn, rất tiếc là hôm nay mọi người đang rất là bận cho nên là mình cũng không có tiện mời mọi người đi ăn trưa để có thể là nói chuyện phỏng vấn thêm. Nhưng mà tổng quát qua thì mình cũng như là mình cũng thấy được là sơ sơ là công việc này cũng nói chung là cũng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà nếu mà đối với bạn nào mà có thể là thích về nghề xây dựng và có sức khỏe thì có thể là tham gia những công việc này, mình nghĩ là một chuyển động rất là tốt. Bởi vì cái nhu cầu về nhà cửa của Mỹ thì không bao giờ là thiếu cả. Không chỉ là mua nhà sửa nhà không, mà những cái nhà người ta đang ở, người ta có nhu cầu sửa chữa, thì bạn làm những cái nhà này bạn sẽ biết được hết tất cả những cái kỹ thuật và kinh nghiệm để sửa nhà, và sau này bạn có thể tự sửa nhà cho chính bạn hoặc là bạn mở một công ty về xây dựng thì cũng rất là có triển vọng. Và nếu sau này nếu mà bạn làm về những cái ngành nghề như là về real estate agent, tức là bạn là môi giới bán nhà đó, thì bạn dẫn khách đi xem á, mà bạn có những cái kiến thức về sửa chữa này á, thì bạn có thể tư vấn cho khách hàng của bạn, thì bạn sẽ là một cái mà gọi là cái yếu tố cạnh tranh mà bạn có thể giúp bạn có thể tỏa sáng trong cái ngành nghề liên quan với đất bất động sản sau này. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt, bye bye.